Ecomark xin chào anh chị. Ecomark xin giới thiệu anh chị sản phẩm máy làm sữa hạt đến từ thương hiệu Hawonpu với mã sản phẩm SMH-120-GE. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sẽ như thế nào nhé. Bên trên sẽ có ngắt làm bằng nhựa và có thêm gioăng cao su để giữ kín hơi trong quá trình nấu. Ở trên sẽ là một lớp xốp để tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Máy sẽ bao gồm phụ kiện đi kèm, sẽ bao gồm một sách hướng dẫn, một cốc đong và một bàn chải vệ sinh cộng thêm lưới lọc. Ở trên sẽ thêm một dây điện dài khoảng 1 mét. Sản phẩm sẽ bao bọc bởi một lớp ni lông. Thân máy sẽ được làm bằng nhựa, có tay quay cầm và cối sẽ làm bằng thủy tinh. Bên trong sẽ là lưỡi dao làm bằng thép không gỉ. Để đặt mua sản phẩm hay cần thông tin gì, anh chị liên hệ qua số hotline trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.